bạn đánh chỉ đánh dùng bằng chày đâm tiêu với lại bằng đinh. Làm nhanh lẹ lúc nào cũng 3-4 giờ sáng á, nên là ăn thì vợ cũng ăn, thì ăn uống mà không có đồ ăn thôi. Không ạ, à, một năm nay, gần một năm là không liên lạc với gia đình.